bà con thì bà con vui lòng đăng ký kênh để tạo cho mình cái động lực để quay những cái video về cây chanh dây cho bà con xem. Thì với cái video này mình quay về cái bệnh thối lở cổ rễ ở cây chanh dây. Thì một số vườn như chuẩn bị bắt đầu mùa mưa thì bệnh hiện tại cái bệnh mà thối cổ rễ ở cây chanh dây nó rất phổ biến. Thì bà con cứ không có quan trọng coi cái rễ nó, ít khi chú ý á, thì nó dẫn đến tình trạng mà thối từ từ. Khi thối nặng quá thì dẫn đến cái cây nó héo vàng, teo trái, vàng trái và rụng trái. Thì lúc đó chúng ta cứu chữa nó rất là muộn màng, không thể khắc phục được nữa. Nên cái clip này mình quay cho bà con xem về một cái đoạn thối cổ rễ gốc chanh dây 2 năm tuổi. Còn lại những cái gốc mình quay sau là những gốc mình phòng để tránh tình trạng thối lở cổ rễ. Thì bà con ai có nhu cầu á, mà muốn tư vấn kỹ thuật hay là muốn chữa bệnh cây chanh dây thì bà con vui lòng gọi điện thoại dưới để mình hỗ trợ và tư vấn cụ thể cho bà con xem. Và với tình hình về cái bệnh thối lở cổ rễ đối với cây chanh dây á, thì khi bà con thứ nhất mình phòng, bà con mua Ridomin á với Arifort 400, bà con trộn lại và quét nhưng bà con thay sạch sệt á, và chúng ta quét dưới gốc để phòng tình trạng mà thối lở cổ rễ. Nếu chúng ta không phòng thì sẽ lây hết cả vườn, lúc đó thì việc cứu chữa nó là khó khăn và lâu. Nên một lần nữa mình khi mà con với phương pháp của mình thì bà con áp dụng men nó không ảnh hưởng một cái gì đó cái chanh dây, đó là phương pháp phòng. Một thứ hai nữa là vào mùa mưa chuẩn bị sắp tới thì bà con nên phòng ở lá rồi thân rồi trái đó. Thì mùa mưa thì nó dễ bị nắm, nên vấn đề mùa mưa thì bà con có nên chuẩn bị trước. Thì bữa nay cũng là tháng 4 rồi, chỉ còn vài tháng nữa là bắt đầu vào mùa mưa. Nên với clip này mình quay cho bà con xem về thứ nhất đó, là bệnh thối cổ rễ, thứ hai là những cái gốc mình đã phòng thối được cổ rễ thì phát triển rất là mạnh và xanh xao. Thì bà con cứ xem hết clip, thì đó là một cái mô hình vườn chanh mình vừa quay để cho bà con xem thực tế. Ai có thể, bà con nông dân có thể tham khảo và rút ra một số ý kiến của mình riêng khi mà chăm sóc vườn chanh của mình khi chưa có kinh nghiệm cao. Thì xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này.